Ăn thịt nha con. Bỏ mướn hả? Thôi thì coi tivi đi. Để mẹ ăn cho. Dạ. Nãy giờ có con Na ở đây, chị không có nói chuyện của tụi em. Hai chồng mấy bữa giờ làm sao rồi? Nhìn mặt là biết là cơm không lành, canh không ngọt rồi. Thiệt á, mấy năm trước khi mà em quen Thái á, là chị thấy thằng này đã không được rồi. Đàn ông mà không có chí, phải có chí lớn, người ta làm ăn, người ta tạo dựng sự nghiệp, ta lo vợ, lo con. À, thấy không? Cãi, em lấy nó, bây giờ khổ rồi, thấy chưa? Thiệt tình luôn á, lấy chồng nghèo chưa chắc khổ, nhưng mà lấy một người chồng vô tâm thì... Em cứ chờ anh thay đổi hoài mà anh không thay đổi chị ơi. Lúc nào anh cũng nghĩ là gia đình ảnh là trên hết, xong rồi mới tới em với bé Na. Chị nghĩ á, là em nên có cách giải quyết với thằng Thái đi. Em cũng có suy nghĩ về vấn đề đó, nhưng mà cũng chưa biết quyết làm sao hết trơn. Sợ con Na nó không có cha thiệt thòi đúng không? Ủa, bây giờ em nhìn Na vậy không thiệt thòi hả? Tương lai của em, tương lai của con em, rồi nhiều thứ nữa. Mà thằng Thái là cái tánh nó đã như vậy rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tánh khó dời, mãi mãi nó là như vậy. Bây giờ chị nghĩ tốt nhất là em ly dị để giải thoát đi. Ly dị hả? Đúng rồi, ly dị giải thoát. Hai mẹ con cứ về đây ở, chị lo cho. Nhưng mà mẹ nhà bên chồng em đối tốt với em lắm, tự nhiên ly dị vậy sợ ba mẹ chồng em buồn á. Trời ơi, cuộc đời là cuộc đời của em, em làm ơn em bớt lại, em bớt nghĩ cho người khác giùm chị đi. Em lo cho em trước đã. Bây giờ em còn trẻ, em muốn chôn vùi cái cuộc sống như vậy hay sao? Em có thể bước đi bước nữa, em có thể có một người chồng tốt hơn. Con bé Na nó có thể một người cha tốt hơn, thương yêu nó hơn, lo lắng cuộc sống vật chất kinh tế cho nó hơn. Gì vậy Na? Mẹ, con muốn đi về, đi về ông bà nội với mẹ. Muốn về rồi hả con? Dạ. Rồi, qua đây chơi xong rồi giờ muốn về chưa gì hết à. Chị, chắc em đưa bé Na về, chị dọn giùm em nha. Ừ, thôi hai mẹ con về đi. Thôi về hai đi con. Chào dì hai con về. Ngày mai dì hai đón nữa nha. Dạ. Ừ, vô lấy đồ về đi. Về. Chào dì hai. Ừ. Alo. Bằng mọi giá phải làm cho tới cho tôi. Phải cho thằng Thái nó buông em gái tôi ra. Bao nhiêu tiền tôi cũng chi. Chốt. Sao làm? Làm gì á? Anh nhìn né đó. Dạ có gì đâu mẹ. Gì vậy? Giang díu gì vậy? Hả? Hương ơi, mặt bị gì đây, đau không? Đi đâu ra ngoài bị người ta đánh rồi bầm mặt rồi mang về né né tôi phải không? Phải không? Có ai đánh con đâu. Con đi hát rồi mấy bạn trong vũ đoàn đang nhảy thì bước cái tay vô mặt con vậy thôi. Ủa, tự nhiên nó xui vậy hả? Nó xui ngang nhiên cái mình hát cái vũ đoàn quơ tay trúng cái mặt vậy bầm vậy hả? Nói chuyện đứa nít nó không tin luôn, hồi chi bà già này. Xạo quất một cái xạo chết bây giờ. Ngồi đi, vô tôi lấy thuốc đỏ, lấy bông gòn ra tôi băng cho. Lớn đầu nó nói hoài mệt ghê. Anh hai đem đi trả nợ với người ta. Nợ
Thôi mặt mày bị giang hồ đánh đúng không? Thôi em lấy tiền của anh hai được đâu. Mày ra bây giờ cầm tay đi. Thôi em không có lấy tiền của anh được. Vinh ơi. Dạ. Vinh lên, vô đây. Em, anh nói nè. Tháng này còn có 1,5 triệu à. Anh đưa em mua sữa cho bé Na đỡ nha. Anh cứ giữ xài đi. Rồi cái gì nữa đây? Giận hờn gì nữa? Ý của em là bây giờ anh... Em phải có thái độ gì với anh? Ý em bây giờ á là do anh đưa tiền cho thằng Bình đúng không? Bây giờ em thử nghĩ đi. Khi mà em thấy em của mình bị cái chuyện giống vậy, em không cứu, em có nhẫn tâm lắm không? Anh biết thế nào là nhẫn tâm hả? Vậy nếu em trai của anh và vợ con của anh chọn ai? Em đừng bao giờ bắt anh chọn giữa gia đình với vợ con được không? Gia đình, gia đình, gia đình. Anh lúc nào cũng gia đình ha. Em với My là gì của anh? Em muốn chấm dứt. Cái gì vậy em? Anh không nghĩ là từ một cái chuyện nhỏ xíu như vậy bây giờ em xé nó thành to đó. Nó không có đáng. Đáng hay không là do anh nghĩ. Còn bản thân em nè, em chịu quá đủ rồi. Em không muốn sống với một người chồng vô tâm như anh nữa. Em cứ nghĩ bản thân mình nè, biết điều đi, chịu khó đi, hiểu chuyện đi, thì sẽ có một ngày anh thay đổi. Nhưng em lầm rồi. Cả cuộc đời anh không bao giờ thay đổi được hết. Anh nói đó là chuyện nhỏ nhặt hả? Còn đối với em, đó là giọt nước tràn ly. Nó âm ỉ lâu quá rồi anh. Tiếp tục nữa. Em muốn ly dị. Anh không muốn. Em đã quyết định rồi. Trúc, thằng Bình đâu? Thằng Bình đâu? Gì vậy? Ra biểu coi. Gì mà ồn ào vậy chú tìm ai? Chú tìm thằng Bình. Bà là ai? Tôi là má thằng Bình. Bà là má thằng Bình hả? Tôi là giang hồ. Sợ tôi không? Sao mặt quen quá nè, tôi nhớ tôi gặp đâu rồi. Không nhớ hả? YouTuber nè. Đó tôi đang nghĩ là tới quậy phá quán tôi rồi, lần rồi. Đúng rồi. Bây giờ ấn tượng lắm. Hôm nay làm giang hồ. Có kêu đâu làm đó à? Nay tới đây làm gì? Nay tới đây làm gì hả? Nhìn cái bộ dáng mà không biết tôi làm gì à? Làm gì? Tới tôi đòi nợ đó. Tự nhiên tới đòi nợ. Tôi là giang hồ. Hả? Tôi giang hồ đó. Hả? Gì? Gì? Lần đầu tiên. Sao? Xưng mình là giang hồ. Sao? Mà tâm nhành mai. ngồi xuống tâm sự cho cái vụ nhành mai. Lại đi, ngồi xuống tâm sự vụ nhành mai. Có luôn hả? Có. Để kể nghe, biết tại sao tôi xăm nhành mai không? Sao? Tại ngày xưa có phẫu thuật thẩm mỹ, thầy nói với tôi là phải lấy cái sụn sườn đưa lên cái mũi. Mà thấy ghê không? Ghê. Bỏ qua cái chuyện tâm sự đi. Buồn cười, hình xăm của người ta mà vô mà thắc mắc cái gì? Bây giờ tôi hỏi thằng Bình đâu? Tìm Bình Chí. Nó thiếu nợ tôi qua tôi đòi. Thằng Bình thiếu nợ cậu. Đúng. Bây giờ tôi hỏi bà, tôi thiếu bà bao nhiêu? Bà bao nhiêu tôi thiếu? Bà bao nhiêu? Bà bao nhiêu tiền thiếu? Nhiêu tiền bà thiếu? Bà thiếu tôi. Lộn nữa rồi. Thằng Bình thiếu tôi bao nhiêu tiền? Quên. Câu này phải nói sao tao quên rồi. Đúng rồi, tôi thiếu thằng Bình bao nhiêu tiền? Quên lộn nữa. Câu này phải nói chính xác cái gì nè. Thằng Bình thiếu cậu bao nhiêu tiền? Đúng. Tại sao bà không nhắc tôi? Nãy giờ nói cái giống tại sao bà không nhắc tôi? Hả? Bà tin á? Hả?
ăn hết. Bà, đi ngọt lắm. Bây giờ tôi hỏi thằng Bình thiếu cậu bao nhiêu tiền? Thiếu nhiều ta. Bình đó vui nhắc mình luôn, biết bao nhiêu luôn. Nó thiếu ngồi xuống giang hồ, ngồi xuống đi. Giang hồ nghe tôi nói chuyện nè. Dạ. Giang hồ đi đòi tiền. Đúng rồi. Bây giờ tôi hỏi giang hồ nè. Thằng Bình thiếu bao nhiêu tiền? Để nhớ cái. Bà để cho tôi nhìn vô mặt bà tôi mới nhớ nè, được. Thằng Bình con tôi. 20 triệu. 20 triệu. Giờ bà có bà trả cho tôi không? Không. Bà trả không? Bà trả không? Tôi đâu có đâu mà tôi trả. Bà không trả tôi cắt động mạch chủ của tôi đó. Cậu cắt là cậu chết chứ tôi không có chết. Bây giờ bà trả tôi không? Nè. Bà trả tôi không? Bữa nay đi đòi tiền bà trả tôi không? Bữa nay đi đòi nợ bà trả tôi không? Đi làm YouTube. Bà trả tôi không? Hả? Tôi không trả làm gì? Biến. Biến ha. Biến tôi quậy. Quậy hả? Ha. Ha. Thằng Bình đâu? Ra mà giải quyết cái mối này nè. Thằng Bình. Được đừng quá. Bây giờ không trả nợ đúng không? Bây giờ cậu đợi đi. Bây giờ từ từ. À có người ra trả rồi. Mẹ. Từ. Giải quyết. Bây giờ á, mẹ đi vô trong nhà đi. Cái ca này để cho con xử cho. Nè, nói chuyện với con tôi đi. Khùng điên ba trận gì không? Ai cũng điên. Mày đứng lại đây. Ai cũng điên. Anh ơi, anh điên không? Không. Bà ngồi bà đánh anh đâu đây? Giỡn mà. Đứng im. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Hả? Mất mất ghế với ai vậy? Nãy là tôi má mày là tao giỡn nha. Chứ mày là khác nha. Giỡn mặt tao hả? Bây giờ tôi nói. Mày giỡn mặt tao hả? Bây, hả? Bây giờ đá mày cái bây giờ mày tin không? Bây giờ tôi mời anh ngồi, tôi mời anh ngồi xuống, rồi tôi với anh nói chuyện đàng hoàng. Mày lấy ghế tao ngồi. Rồi anh sẽ trả nợ cho tôi. Ủa, anh ngồi đi, rồi giải quyết cái chuyện nợ nào. Bây giờ tao nói thiệt với mày luôn, em mày đang thiếu nợ của tao, ha. Mày á, mày trả nợ được thì mày đứng ra mà nói chuyện với tao, còn không ha, thì mày đừng có trách tao nha. Nãy giờ tao giỡn với má mày đó, nha, cho vui nhà vui cửa rồi. Bây giờ á, nhìn mặt tao hề lắm hả? Không, tôi muốn ra đây để tôi giải quyết với anh đàng hoàng. Bây giờ là thằng Bình nó là em trai của tôi. À, nó thiếu anh bao nhiêu tiền? 20 triệu. Bây giờ cái tiền 20 triệu đó sẽ trả, nhưng mà không phải là bây giờ. Không phải bây giờ hả? Vậy chứ mày đợi tới chừng nào mày mới trả? Thì ý là bây giờ anh đừng có tới đây anh quậy nữa. Má tôi bả bị cái gì rồi sao? Bị gì đáng chịu chứ. Gia đình mày mày tự mày phải lo chứ. Bây giờ anh bình tĩnh anh ngồi. Thiếu nợ tao mà rồi, rồi. Là bây giờ quyết định là ngày tao là coi như là quyết định ngày trả hả? Rồi bây hả? Giờ anh ngồi xuống. Thiếu biết bao nhiêu rồi? 3 tháng nay tao gọi điện cho nó không bắt máy, nhắn tin nó không có trả lời. Nghĩa là nó coi thường tao rồi. Thôi được rồi. Bây giờ là nó mày ơi sức tao chứ mày mắc cười vậy. Rồi bây giờ coi như là thiếu 20 triệu. Tôi sẽ là người trả nợ thay cho em tôi. Hoặc là nếu như mà tôi không trực tiếp đưa cho anh được thì tôi đưa tiền cho thằng Bình nó tới nó trả cho anh. Tôi cam kết cho anh luôn. Bây giờ là đưa số tài khoản là coi nháy phải không? Anh nhắn cái số tiền chính xác qua cho thằng Bình. Rồi. Rồi anh nhắn cái số tài khoản của anh. Rồi. Rồi thằng Bình nó đưa tôi. Rồi. Rồi cái tôi đem cái số điện thoại, cái số tài khoản đó tôi đưa cho công an. À không. Công an gì? Hả? Tôi đá mày chết. Không, ý là mày. Tôi sẽ lấy tôi chuyển tiền qua cho anh. Rồi sao mày không đưa số điện thoại để tôi nhắn luôn qua cho số tài khoản cho mày luôn. Hả? Anh cứ nhắn qua cho thằng Bình đi. Thằng hứa va vớ vẩn. Hứa là phải trả nghe chưa? Không trả là biết tay tao á. Nhưng rồi xin lỗi biểu ơi. Mày xin lỗi đây. Ừ, da đau quá. Thôi được rồi, tôi á. Thôi được cái gì? Đi nha. Đi nha. Mẹ xỉu rồi anh hai ơi. Anh hai. Này em ăn không? Chị rút cho em nè. Dù có chuyện gì xảy ra, em với chị cũng xa nhau đâu. Ê nè. Dạ. Trời đất ơi. Làm cái gì ngồi mặt mày buồn hiu vậy? Ừ. Người lớn khó hiểu quá chú Út rồi. Sao? Có chuyện gì nói cho chú Út nghe. Ly hôn là cái gì vậy chú Út? À, ly hôn là
hai người bạn chơi thân với nhau ở chung một nhà. Cái xong hai người bạn này cãi lộn, rồi không ở chung một nhà nữa, nhà ai nấy ở. Đó vậy đó. Nhưng mà con không muốn ba mẹ ly hôn với nhau đâu. Sao con biết? Con nghe ở đâu vậy? Hồi hôm bữa con nghe ba mẹ nói chuyện với nhau. Nhưng mà chú Út nghĩ là ba mẹ con chỉ nói về chuyện của người khác thôi, chứ không phải là nói chuyện của ba mẹ con đâu. Ba mẹ con chú Út thấy sống hạnh phúc mà, phải không? Mà chú Út nói cho bé Na nghe nè, có chuyện này là chuyện của người lớn, bé Na đừng bao giờ nói cho ai biết, nghe chưa? Dạ. Nói là sẽ bị la đó. Dạ con biết rồi. Vậy là ba mẹ chị không có ly hôn đâu. Nhanh con ơi. Dạ mẹ. Gì mặt mày căng thẳng vậy? Em đang tính đi công việc. Trả tiền cho anh hai nè. Tiền gì? Anh lấy tiền này trả lại cho chị Trúc đi. Cho chị Trúc xây sở trong nhà nữa. Chị Trúc nói gì đúng không? Chị Trúc không có nói gì em hết trơn á. Anh đừng hiểu lầm. Chứ tự nhiên sao bây giờ mày đưa tiền lại mày trả? Rồi tiền đâu mày trả nợ? Em thử có cách của em. Cầm cái tiền này đi, anh lo được. Em không có muốn. Anh cầm tiền này đưa lại cho chị Trúc đi. Em không muốn gì em mà anh chị cãi lộn với nhau rồi. Mày nghĩ cái gì vậy Bình? Mấy triệu bạc mà tự nhiên bây giờ nghĩ là bây giờ vì em mà sợ mấy triệu bạc này rồi ảnh hưởng tới hôn nhân gia đình. Mày nghĩ cái gì vậy? Anh hai, chuyện hôn nhân gia đình của anh á, đến mức này mà anh còn thảnh thơi vậy hả? Chị, anh thấy nó bình thường mà mày là đang nghĩ quá đó. Em hỏi anh nè, có phải anh với chị Trúc sắp ly hôn không? Sao không trả lời? Ai nói? Anh đừng có giấu em nữa, em biết rồi. Chị Trúc nói đúng không? Sao lúc nào anh cũng đổ cho chị Trúc vậy? Chứ bây giờ lại là chuyện vợ chồng của tụi anh. Anh không nói, chị Trúc không nói, ai nói? Hả? Thôi được rồi, anh đi kiếm chị Trúc. Bé Na nói. Con bé Na nói. Nó nói cái gì? Nó chỉ hỏi em ly hôn là cái gì thôi. Nó nghe được cuộc nói chuyện của anh với lại chị hai đó. Mà anh yên tâm đi, em trấn an nó rồi, không sao đâu. Tao có nói gì nữa không? Không. Với lại cái chuyện này chuyện chị Trúc muốn nha, anh không có muốn. Anh hai, mày biết tính của chị mày đó. Hễ mà có chuyện gì là không ai nói cái gì nghe, muốn tự làm theo ý của mình. Đó, rồi bây giờ con bé Na nó nghe. Đúng. Em biết rõ cái tính của chị Trúc, cho nên em mới hỏi anh nè. Nhà chị Trúc trước khi cưới anh á, giàu không? Giàu. Có điều kiện không? Có. Không đụng với một ngón tay ngón chân. Rồi từ lúc quen anh về sao? Chịu cưới anh về, về cái nhà này ở. Anh phải biết trân quý chị hai chứ anh hai. Cái đó là mày đang nhìn theo một chiều. Tao đâu có nói là chị Trúc xấu. Tao thương Trúc mà. Nhưng mà đời sống vợ chồng nó có những cái chuyện khó nói, mày hiểu không? Khi nào mày lấy vợ đi rồi mày biết. Chuyện này chuyện anh sẽ giải quyết. Chuyện của mày bây giờ á là cầm tiền này đi trả nợ cho người ta đi. Cái tiền này là cái tiền liên quan của em, liên quan chuyện của em đến cuộc hôn nhân của anh với lại chị hai, cho nên em không nhận. Em tự kiếm tiền được. Nè, nè, mày làm cái gì mày làm? Để cho ba mẹ biết đi nha. Em biết rồi. Ơi,
ngoài cục bắc trò chơi. Chào nói. Con. Nó đang làm gì vậy? Nó đang nấu cơm hả? Ừ, nó đang lặt rau, nó đang muốn xào tỏi, chuẩn bị cho bữa cơm chiều. Cục cưng của nội hôm nay đi chơi có gì vui kể nội nghe coi. Không có gì vui hết trơn, có chuyện buồn quá nội. Trời đất ơi, đi chơi mà không có gì vui hết trơn, có chuyện buồn. Mà có gì buồn anh nói nội nghe coi. Bạn thư của con á, bạn nói với con là ba mẹ bạn đó ly hôn, không có chở chung với nhau nữa. Vậy á hả? Mọi người ở nhà tội nghiệp bạn Thư con á vậy. Bây giờ bạn Thư con ở với ai? Bạn Thư đang ở với mẹ. Cuối tuần ba bạn ấy mới chở bạn đó về một lần. Nhưng mà ly hôn là vậy á nội. Chắc vậy á con. Ly hôn có giống như là bạn con với con không chơi với nhau nữa. Mọi người ngồi một chỗ không nội? Ly hôn hả? Thì đúng rồi con. Thì ly hôn thì nhà ai nấy ở, thì cũng không có gặp mặt nhau nữa thì đúng rồi. Nhưng mà tại sao ly hôn vậy nội? Tại vì người ta hết yêu nhau, hết thương nhau, rồi người ta cảm thấy không có sống chung với nhau nữa thì người ta ly hôn. Nói như vậy là ba mẹ con không yêu nhau, không thương nhau rồi mới ly hôn đúng không mà nội? Ba mẹ con mẹ dạ mẹ bé chào chú trễ rồi đó, lên tắm rửa đi rồi xuống ăn cơm. Dạ con chào bà nội con đi, con chào chú Út con đi. Bây giờ mẹ có chửi hay mẹ đánh con, mẹ làm gì con cũng được hết trơn á. Con biết lỗi rồi, con xin lỗi mẹ. Bây giờ cái chuyện học hành của con cũng đã như vậy rồi, con không muốn bỏ ước mơ của con. Con không muốn giống như anh hai đâu mẹ. Con không muốn giống như anh hai mà con bỏ học có khác gì không? Bánh xe đổ trước mặt rồi đó. Mẹ không có muốn con dính vô đường đó nữa. Mẹ muốn con là phải học hành đàng hoàng tới nơi tới chốn, để sau này cho cái tương lai của con nó rạng rỡ hơn anh hai con. Nhưng mà con đi làm kiếm tiền để phụ cha mẹ. Chứ mẹ thấy đó, bây giờ mẹ làm lụm cực khổ, kiếm từng đồng từng cắc nuôi con ăn học. Rồi con học một cái ngành mà con không thích, con không có muốn. Rồi sau này mà con ra con làm nghề, con không biết là con làm đúng nghề hay không nữa. Mẹ em thấy uổng tiền hả? Thay vì vậy, con hứa với mẹ, con hứa với mẹ là con phải đi học chăm chỉ, con không nghỉ bữa nào hết trơn á. Nhưng mà mỗi lần có show mẹ cho con đi hát nha mẹ. 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 Coi như lần này con xin mẹ, con hứa với mẹ con sẽ không vắng học bất kỳ một buổi nào hết. Mẹ chỉ cần không cấm cản con đi hát thôi nha mẹ. Chị sẽ dễ em nắm tay nữa. Chị mời ông ở đây nha. Nha. Ông sẽ dẫn, chị sẽ dẫn em đi chơi. Anh Na làm gì đó? Thì con đi dễ. Trời ơi, chị đẹp dữ ta.
Nè, nay con với ai vậy? Con với ba. Trời ơi, ba sao nhìn không có còn tóc nào hết vậy? Thì chắc chắn đây là chú Út. Đây là chú Út đúng không? Dạ. Đây là ai? Đây là con. À, đây là con. Còn đây là ai? Đây là mẹ. Mẹ à? Cái này là gia đình của bé Na, thiếu chú Út rồi. Bữa sau là bé Na sẽ vẽ lại một tấm hình khác đầy đủ, có chú Út cũng đó nữa nha. Dạ. Bé Na. Dạ. Bà hỏi nè. Sao con biết cái chuyện ba mẹ nói ly dị vậy? Hồi hôm bữa bà nội xỉu, con nghe ba mẹ nói chuyện với nhau. Mà ba ơi, ba mẹ ly dị rồi con, không ở chung với nhau nữa hả? À không, ý của ba mẹ là bữa ba mẹ ngồi nói chuyện với nhau, à, ví dụ như là nếu sau này không có ở chung nữa, chỉ là lấy ví dụ thôi, chứ ba mẹ vẫn ở chung với nhau, vẫn sống với bé Na mà. Ừ. Ha. Dạ, con không muốn ba mẹ ly hôn, con không muốn giống như bạn Thư, con muốn được sống với lại ba mẹ, với lại ông bà nội, với lại chú Út. Ta biết rồi, ba cũng muốn sống với bé Na mà, cả gia đình mình đầy đủ ha. Vậy ba móc méo với con đi, ba sẽ không ly dị với mẹ. À, móc méo nữa hả? Dạ. Thì ba móc méo. Ba hứa rồi. Không, ba phải móc méo. Ba móc méo là không được ly dị mẹ. À, rồi, ba móc méo với bé Na. Vậy ba hứa không được ly dị mẹ nha. Nhưng mà bé Na nhớ nè, mình đừng bao giờ nói cho ai biết, phải không? Cái này là chuyện của người lớn, bé Na không có được nói cho cái chuyện này cho ai biết đâu. Dạ. Nhớ nha. Thì đúng rồi, chú Út nha. Bây giờ á, ba đã móc méo với bé Na rồi, thì bé Na phải hứa lại với ba và chú Út. Ừ. Là chuyện này chỉ có một mình, à, ba người chứ, à, có ba nè, có chú Út với bé Na thôi, không để cho ai biết nữa hết, đặc biệt là ông bà nội. Hứa không? Dạ hứa. Rồi móc méo. Móc méo nha. Dạ. Bé Na hứa rồi đó nha, ba cũng hứa với bé Na luôn. Dạ, con sẽ hứa. Ngoan quá à. Rồi, bây giờ ba nói nè. Bây giờ bé Na lên phòng một chút nha. Ba dạ. Muốn nói chuyện riêng với chú Út. Dạ. Ừ. Con chào chú Út, con chào ba. Ngoan quá người ta. Anh hai uống nước đi. Anh thấy đó, em đâu có nói xạo anh làm cái gì. Nó nghe được cái câu chuyện mà anh hai nói chuyện là chị hai, rồi nó tưởng tượng ra anh hai với là chị hai không sống chung nữa, và nó chỉ được chọn một thôi anh hai. Mà ước muốn của nó là được chung ở trong căn nhà này, ở với cái gia đình này, có em, có ông bà nội, có anh hai, có mẹ nó nữa. Nó mới có bay lớn tuổi làm sao anh hai để nó quyết định vậy được. Em chỉ muốn tốt cho anh hai thôi. Em muốn khuyên anh hai là sau này á, mà có chuyện gì, cãi nhau có lớn hay nhỏ, thì để ý bé Na một xíu. Nó con nít mà nó đâu có biết cái gì đâu anh hai.